hijau ya. Hah? Hijau. Iya. Cuan banyak mah. Cuan banyak. Why? Để mang hết đồ lên cho anh. Còn nữa mà. Chưa anh nhờ quên cái hộ chiếu công ty mà theo hộ chiếu hello là cô gái bán hoa. Bị hiếm rồi. 200k. Em là có 200.000. Anh. Tôi là có 200k. Đùa không? Hôm nay ngày cuối cùng anh đã mua hoa cho tôi. Trong khi đó hôm nay tôi cũng đặt 50 bông hoa hồng Khương. Và tôi phải gọi điện cho bạn đấy bảo bạn đấy hủy đơn cho tôi. Sáng hết điện này. Không thế.